Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay thì chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện mới của tác giả Huỳnh Ngân, một người tác giả mới hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và câu chuyện này nói về chủ đề bất hiếu, có lẽ một cái chủ đề đã quá quen thuộc với quý vị khán giả theo dõi chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm rồi. Nhưng mà cái câu chuyện này tác giả Huỳnh Ngân lại bẻ lái theo một cái hướng hoàn toàn khác so với các câu chuyện khác, và nó khá là đặc biệt. Và nó đặc biệt ở chỗ nào thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Nhưng mà trước khi vào câu chuyện thì Thuận giới thiệu cho quý vị một chút về kênh TikTok của Thuận. Nếu quý vị nào có sử dụng mạng xã hội TikTok thì hy vọng rằng hãy làm theo những bước sau đây để mà theo dõi kênh TikTok của Thuận nhé. Quý vị đầu tiên là truy cập vào TikTok, sau đó vào thanh tìm kiếm để tìm kiếm kênh Người Coi Âm. Rồi bước tiếp theo quý vị nhớ ấn follow. Rồi bước cuối cùng đó là quý vị có thể lướt lên và xem những video mà Thuận đã đăng ở trên đó. Rất là nhiều video Thuận nói về các chủ đề tâm linh, các hủ tịch tục tâm linh, các câu chuyện tâm linh và thậm chí là những cái vụ án tâm linh kinh dị nữa. Nên là hy vọng rằng quý vị nào sử dụng mạng xã hội TikTok thì hãy dành cho Thuận một follow. Và nếu quý vị xem video nào đó hãy nhớ tim và bình luận cho Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị vào câu chuyện ngày hôm nay nha. Mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc bà Bốn Lùa gánh hàng ra chợ đi bán đến tối mịt mới về. Bà có hai người con, một trai và một gái. Đứa con trai lớn tên Đại năm nay cũng đã tròn 20 tuổi. Thân hình to cao vạm vỡ, nhưng không phụ giúp được gì cho mẹ, suốt ngày lêu lổng ăn chơi, rượu chè cờ bạc. Đã không giúp được gì lại còn lấy tiền của mẹ. Bà không cho thì quậy phá chửi rủa. Hôm nay cũng thế, hắn về trong tư thế siêu vẹo, giọng lẻ nhẹ la hét. Má, má đâu rồi? Cho tôi tiền, gỡ lại coi. Thua hết mẹ rồi. Nghe tiếng kêu bà Bốn chạy ra, thì thấy thằng con trai trời đánh đang say xỉn lẻ nhẹ. Bà tức giận quát lớn. Trời ơi, Đại, mày lại say xỉn nữa rồi. Tao làm gì mà còn tiền cho mày ăn chơi? Thiệt là khổ quá mà. Má không cho thì thôi, cẩn chị mà là ó. Má mà không cho tiền tôi ra khỏi cái nhà này đi bụi cho má vừa lòng. Trời ơi là trời, số tao sao mà khổ quá vậy. Mày muốn đi thì đi đi, tao chịu hết nổi rồi. Này nè má nói nghe, tôi đi, má đừng có mà kêu tôi về. Nói xong nó quay đi, thì con Hồng, đứa con thứ hai của bà, chạy ra nắm tay anh nó kéo lại. Anh hai, anh vô nhà đi, say quá rồi đi đâu nữa. Mày buông ra. Mày thì hay rồi, bà già cưng quá trời. Tao nè, bị bà già bà chửi tối ngày. Anh đừng ăn chơi nhậu nhẹt nữa thì má đâu có la. Má lo cho anh nên mới la anh thôi. Cô chưa nói hết câu thì hắn vung tay bóp một cái vào mặt rồi quát. Bày đặt dạy đời tao hả? Nên nhớ, tao là anh hai mày nghe. Thấy Hồng bị hắn đánh, bà Bốn nhào lại, đẩy mạnh hắn ra rồi la lớn. Ăn nhậu cho đã, rồi về đánh em mày vậy hả? Cút, cút ra khỏi nhà tao. Cút. Bà khỏi đuổi, thằng này cũng đi. Cái nhà rách nát này, tôi cũng muốn đi lâu rồi. Hồng thấy tình hình căng thẳng chạy lại can ngăn. Cô không giận khi bị Đại đánh là vì việc này xảy ra quá thường xuyên và lần nào mẹ cô cũng thế. Thôi má, anh hai xỉn rồi, má để anh tỉnh đi rồi nói sau. Trời ơi là trời, tại sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ. Bà không thèm nói lời nào nữa, quay lưng đi vào trong buồng, nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo đầy cơ cực. Sáng hôm sau Đại tỉnh dậy, hắn bước xuống giường đi ra sau thấy con Hồng đang lui cui nấu cơm, má bị đỏ một bên không nhớ chuyện gì. Hắn cất tiếng hỏi. Mày làm gì mà mặt bị đỏ lên vậy Út? Từ trong buồng bước ra bà giận dữ. Còn gì nữa hả thằng con bất hiếu? Má làm gì chửi tôi dữ vậy? Mới sáng sớm ra đã chửi, bữa nay thấy xui rồi đó. Tao cho mày biết, từ nay tao không cho mày một cắc nào. Tự đi mà kiếm tiền đi,
rồi muốn chơi bao nhiêu thì chơi. Đừng có mà nhậu nhẹt bê tha rồi về đánh em mày. Má có thôi đi không? Nói nữa tôi ra khỏi nhà cho má vừa lòng. Cút! Cút ngay đi cái thằng con mất dạy! Bác nồi cơm lên bếp, Hồng quay sang nhìn mẹ mình cau mày. Má đừng có chửi anh hai nữa, tại anh hai xỉn quá thôi. Nhà có mấy người đâu mà má đuổi anh hai hoài. Lúc ảnh xỉn thì mất kiểm soát, chứ tỉnh anh hai thương con lắm. Mà nay mặt trời lên cao rồi, má không đi ra chợ bán hả má? Thì tao đợi nó thức để hạ cơn tức này tao mới đi bán được. Thiệt là con với cái. Ngày xưa tao với ba mày làm gì đến tội mà phải chịu cái nghiệp này cơ chứ. Thôi, má đi bán đi. Để con ở nhà khuyên anh hai cho. Thấy vậy chứ ảnh cũng thương con lắm. Nghe lời Hồng, bà đi ra gánh hàng đi bán. Thấy mẹ quất giảng nó móc ra một cái túi ni lông lận trong lưng quần từ lúc nào đưa cho Đại. Nè anh hai, tiền em dành dụm đó anh lấy đi, kiếm gì làm đi, đừng ăn chơi nhậu nhẹt nữa. Vừa nghe thấy tới tiền thì Đại lấy tay chụp một cái rồi quát. Đưa tiền thì đưa, con bay đặt dạy đời tao, có tiền mà bay đặt giấu giếm. Tao thấy mày riết rồi giống bà dữ rồi đó. Anh hai đừng chơi nữa, tiền này em dành cho anh làm ăn. Im! Tiền này mày nói cho tao thì tao muốn làm gì thì làm. Mày lấy cái quyền gì quản tao? Nhưng... Không nhưng nhị gì hết. Lo nấu nướng đi. Tao đi kiếm vốn đây. Cảm ơn em gái nha. Không nói được lời nào, cô lặng lẽ quay vô. Cảm giác hụt hẫng vô cùng. Cô cứ nghĩ anh cô sẽ thay đổi khi thấy cô như vậy. Nhưng không, cô đã đi sai đường cho con người không ý thức kia. Nước mắt cô rơi và hứa với lòng sẽ không bao giờ giúp anh một lần nào nữa cả. Tới sòng bạc, Đại mở bọc ni lông lấy tiền trong đó ra, đặt một ván thua sạch. Lừa hết tiền, Đại bị bọn chúng đuổi đi không cho hắn chơi nữa. Do hết tiền giờ về nhà thì sẽ bị con Hồng càm ràm, nên hắn lủi ra bụi tre gần đó chui vào bóng mát ngủ một giấc. Anh gì ơi, sao anh lại nằm ở đây vậy? Anh có sao không? Nghe tiếng còi, hắn mở mắt ra định bụng sẽ chửi người đó một trận vì đã làm hỏng giấc ngủ của mình. Nhưng khi mở mắt, miệng hắn không thể mở ra nói được câu nào, còn đôi mắt thì mở to ra nhìn. Trước mắt hắn lúc này đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, làm cho hắn say mê quên cả nỗi bực tức trong lòng. Thấy hắn nhìn mình, cô đỏ bừng mặt giọng ngượng ngùng hỏi. Sao anh nhìn em dữ vậy? Cô đứng lên ngại ngùng quay lưng đi. Anh chạy theo cô, cả hai nói chuyện với nhau cả một đoạn đường dài. Đến khúc cua qua làng bên, bỗng cô đứng lại, quay sang anh rồi nói. Em phải về nhà rồi. Anh đi về đi. Ngày mai mình gặp nhau ở bụi tre được không anh? Được chứ. Vậy anh về đi. Em muốn nhìn anh về. Vậy anh về. Mai lại gặp nha. Dạ. Hắn quay lưng bước đi được vài bước, quay lại nhìn cô một cái. Cô vẫn đứng đó vẫy tay chào. Hắn khuất dạng rồi cô mới đi quay về phía ngược lại. Hôm sau hắn ra chỗ bụi tre thì thấy cô gái đã đứng đợi mình từ bao giờ. Trong bộ bà ba màu hồng trông cô xinh xắn làm sao. Thấy hắn nhìn, cô nở nụ cười làm cho hắn bối rối. Chào em, đã để em đợi anh rồi. Dạ không sao đâu anh, em cũng mới tới à. Cả hai nói chuyện được một lúc thì biết tên cô gái là Hoa, nhà ở làng kế bên, là con của thầy Bảy làm nghề bốc thuốc. Cô nói, anh Đại làm nghề gì? Anh làm thuê thôi, ai kêu gì thì làm nấy mà. Em đừng chê anh nha, nhà anh nghèo lắm. Cha mất sớm, nhà có mẹ già và em gái, nên anh phải làm lụng gánh vác gia đình mà. Vậy hả? Anh đừng ngại, em không chê nghèo đâu. Mà hôm qua sao anh lại nằm ngủ ở đây vậy? Do hôm qua anh đi làm về mệt quá nên anh định ngả lưng một chút thôi. Ai ngờ đâu ngủ quên luôn. Dạ thôi trễ rồi, em phải về để không cha em lại mong ạ. Để anh đưa em về nhé. Bước đi trên con đường quê, hắn mạnh dạn nắm tay cô,
Dường như cô cũng cảm mến cái vẻ ngoài của hắn, nên mỉm cười cô nói. Cha em dễ lắm, chỉ cần anh siêng năng chăm chỉ, không cần phải giàu có. Anh không cờ bạc rượu chè thì ba em sẽ đồng ý. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn cô rồi cười. Đưa cô về tới khúc cua thì tạm biệt. Không biết sao những lời nói của cô cứ văng vẳng bên tai mãi. Và kể từ hôm đó hắn thay đổi hẳn, bắt đầu đi tìm việc để làm. Bà Tư và con Hồng thấy hắn sửa đổi thì trong lòng vui lắm. Dù bà không biết tại sao, nhưng bà cũng an ủi được phần nào. Hắn rong đuổi trong làng hơn cả tuần, tìm mãi vẫn không được công việc nào. Vì bản tính côn đồ nên không ai dám nhận cả, làm cho hắn nổi cơn điên mà chửi rủa cả xóm, khiến ai cũng phải hú vía. Mặt hắn giận dữ đi về, bước vào nhà, hắn ngồi xuống đập tay thật mạnh lên mặt bàn mà chửi. Má nó, thiệt là tức mà. Thấy đại tức giận, bà không biết là đã xảy ra chuyện gì, chạy lại nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy đại, nói cho má nghe, lại không tìm được việc phải không? Hắn ngước lên nhìn bà gương mặt đầy phẫn nộ, giống như lỗi này tại mẹ của hắn gây ra cho hắn vậy. Hắn quát lớn. Thì cũng tại bà đó, tại bà nghèo nên tụi nó coi thường tôi. Tới cái thằng con nít cũng coi thường tôi, không một chỗ nào nhận tôi hết đó. Cho vừa lòng bà, tôi không đi tìm việc làm nữa. Thấy thằng con cũng có chút sửa đổi mà đi tìm việc cả ngày, bà nghĩ do không tìm được việc nên hắn mới cáu gắt. Bà chẳng những không trách mà còn nhẹ giọng an ủi. Thì từ nào giờ mày có làm gì đâu, bởi vậy người ta sợ bây không làm được. Thôi, để mai má đi bán rồi má năn nỉ chú hai cho mẹ qua bên đó vác lúa nghe. Nghe bà nói vậy hắn được nước lấn tới. Mệt quá, mặt thằng này mà phải đi vác lúa hả? Tôi không hiểu sao bà làm lụng buôn bán bao lâu nay mà nhà không dư nổi. Hay là bà ém lại để cho con Hồng? Lúc này bà không còn kìm nổi cơn giận nữa. Bà tức tới nỗi nước mắt lưng tròng, giọng run run nói. Mày nói gì vậy đại? Tao làm lụng cực khổ nuôi anh em bây. Mày nghĩ đi, nhà thì ba miệng ăn, mày cờ bạc rượu chè không giúp gì được, khỏi xem làm sao mà khá giả được hả? Tao tưởng đâu mày thay đổi, ai ngờ đâu tánh nào tật đó. Hắn đứng lên bỏ đi vào trong, vừa đi hắn vừa nói vọng ra. Thôi, mệt quá, bà đừng có lại nhại nữa, nhức đầu. Tôi đi ăn cơm đây, về tới nhà là cam ràm. Tuy trong người rất bực bội vì mấy bữa nay không đụng tới cờ bạc, làm cho tay chân hắn ngứa ngáy, nhưng nhớ lại những lời Hoa nói cứ lặp đi lặp lại bên tai, làm cho hắn phải cố gắng hơn. Và có điều gì đó thôi thúc, nên sáng hôm sau hắn dậy rất sớm, còn một ít quần áo bỏ vào tay nải. Vừa bước ra khỏi cửa thì có tiếng của con Hồng. Anh định đi đâu vậy anh hai? Hôm qua má nói là nay má hỏi chú hai cho anh làm mà. Hắn quay lại với vẻ bực tức. Tao không có rảnh mà đi làm ba cái chuyện đó. Nói với bà già là tao qua làng bên làm. Nghe anh mình nói, cô lo lắng hỏi. Sao anh hai không làm gần nhà mà qua bên đó rồi ai lo cơm nước cho hai? Tao tự thân lo được. Mày đừng có lải nhải nữa. Hết bà già rồi tới mày. Dạ. À, anh hai đợi em chút nha. Cái gì nữa? Lẹ đi. Để bà thức cái lù bù nữa. Cô chạy vào buồng một lúc rồi chạy ra cầm trên tay cái túi đen đen, nhét vào tay đại. Nè, anh hai cầm số tiền này đi. Trong lúc chưa tìm được việc thì có tiền mà ăn. Cảm ơn. Công nhận bà già bà cưng mày thiệt. Cho mày tiền mà không cho tao. Mà thôi, giờ tao đi đó. Dạ, anh hai đi cẩn thận nghe. Đeo tay nải trên vai hắn đi qua làng bên. Đi ngang khúc cua thì có tiếng còi. Hắn quay lại thì thấy có lão già ăn mày. Hắn bực dọc hỏi. Ông kêu tôi hả? Có chuyện gì? Lão thấy người có vận may nên thử một chút. May cái gì mà may? Một công việc cũng tìm không được đây mà may. Không nói nhiều, ông lão móc lá bùa trong túi ra đưa cho hắn. Đây, cậu ở cầm lấy lá bùa may mắn này. Đi tới góc cua quẹo phải ra thấy một sòng bạc lớn. Cậu cứ vào đặt tài 3 lần, xỉu 3 lần, cứ luân phiên sẽ thắng đậm. Nhưng đừng quên ta là được.
đưa tay nhận lấy lá bùa nhưng trong lòng còn nghi ngờ, hắn nói: "Ông đùa ta sao? Nghĩ sao tờ giấy lộn này gạt được tôi?" Ông lão thấy hắn có vẻ không tin nên ông nói thêm: "Cứ đi đi, ta lừa cậu thì được ích lợi gì? Ta có lấy cậu đồng nào đâu. Khi nào đúng như lời ta nói thì đừng quên ta là được." "Được, nếu đúng như vậy tôi sẽ tìm ông hậu tạ." Cầm lá bùa của ông lão đưa, hắn đút vào túi bước đi. Khi tới khúc cua, hắn quẹo phải thì thấy đúng như lời ông lão nói. Không hiểu tại sao giữa đoạn đường vắng như vậy mà lại có sòng bạc lớn. Hắn định bước vào thì bỗng tiếng nói của Hoa cứ văng vẳng bên tai, làm cho hắn chùn chân định bước ra. Thì có một người bước tới vỗ vai, làm cho Đại giật mình, hắn nói: "Làm gì mà đứng thẫn thờ vậy chú em, có định vô không?" Ngước lên nhìn thấy một tên bặm trợn nhìn hắn, hắn sợ hãi lắp bắp nói: Dạ em..." Tên kia quát lớn: "Có vô hay là không?" Dạ có." "Vậy thì mời vào. Vậy mà chú cũng để anh phải nổi nóng nữa." Vào bên trong, hắn thấy rất nhiều người bu quanh khu vực đánh tài xỉu. Bước lại đặt theo lời ông lão nói, không ngờ thắng đậm thật. Chẳng mấy chốc mà tiền đã nhét đầy tay nải. Đang chơi hăng say, bỗng tiếng của Hoa lại vang lên trong đầu, làm hắn nhức đầu không tài nào chơi nổi nữa. Hắn ôm lấy tay nải mà chạy ra. Tên bạm trợn lúc nãy thấy Đại chạy ra thì hắn cùng đàn em rượt theo. Vì từ trước tới giờ chưa có ai ghé sòng bạc hắn mà ăn nhiều như vậy. Không hiểu sao, Đại chạy không nhanh mà mãi hắn đuổi không kịp. Được một đoạn khá xa thấy vậy, hắn chửi động rồi cùng đàn em quay trở lại. Còn Đại, hắn chạy một mạch vào trong làng. Vừa tới cổng làng thì hắn bỗng dừng ngất xỉu. Mở mắt ra thấy đang nằm trong căn nhà rất lạ. Hắn quay sang tay nải chụp vội mở ra thì thấy tiền vẫn còn. Hắn ôm vào lòng thở dài. Bỗng có tiếng cô gái cất lên làm cho hắn giật bắn mình. "Anh tỉnh rồi đó à? Thuốc đây, anh uống đi cho khỏe." Ngước lên nhìn, hắn hết hồn vì không ai khác chính là Hoa, cô gái mà anh thầm thương bấy lâu nay. Vì quá bất ngờ mà anh không nói được câu nào, nên anh nhìn cô khiến cô ngại ngùng nói: "Mới không gặp có bao lâu đâu mà anh quên em rồi sao?" "Đâu, đâu có tại anh bất ngờ quá, không ngờ lại gặp em trong tình cảnh này." "À, mà sao anh lại ngất xỉu giữa đường vậy?" "Cũng nhờ cha em thấy đưa anh về đây. Lúc thấy anh em cũng hết hồn." Anh đi sang làng này làm việc. Nhưng khi tới đầu làng thì anh cũng không biết sao mình ngất nữa." "Thì ra là vậy à. Mà thôi, anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút đi. Em còn phải đi nấu cơm." Đêm đó hắn đang ngủ ngon thì bỗng có tiếng kêu tên mình làm hắn giật mình. Bước xuống giường đi về phía cửa, mở cửa bước ra ngoài đang nhìn xung quanh thì một bàn tay chụp vai khiến cho hắn giật mình. "Sao cậu lại trốn ta, không giữ lời hứa?" Không ai khác, đó chính là lão ăn mày mà lúc sáng hắn đã gặp. Hắn lắp bắp: Ai trốn ông làm gì? Tại bọn chúng đuổi tôi chạy tới làng kiệt sức ngất xỉu được nhà này cứu đây nè. Tôi cũng định mai khỏe lại đi tìm ông đó. Mà sao ông biết ta ở đây hay vậy?" Ông lão nhìn Đại khinh khỉnh nói: "Ta còn cho ngươi được sự may mắn, thì nghĩ xem tìm được ngươi đã là gì. Không nói nhiều, đưa ta phần nửa số tiền ngươi có được đi." Nghe ông lão nói đưa nửa số tiền có được, hắn giật mình: Cái gì? Phân nửa? Lão già, ông tham quá rồi đó." Ông lão liền giở trò đe dọa: "Nếu không thì ngày mai cô Hoa sẽ biết ngươi là người như thế nào, xem ngươi có cưới được cô ta không." Nghe lão già nói, hắn tức nghẹn họng, nhưng vì Hoa nên đành đồng ý. Ông mà thôi, được rồi, ông ra đầu làng đi, ta đem ra cho." "Được, ta đợi ngươi ở đó, đừng có mà giở trò." Đợi lão đi, hắn quay vào ôm tay nải tiền đi ra phía đầu làng. Khi gần tới thấy bóng lưng lão già lụm khụm, hắn nảy ra một ý định xấu xa. Nhìn xung quanh thấy một khúc cây, hắn cầm lấy đi nhẹ nhẹ, cố gắng không tạo ra tiếng động.
Vừa tới hắn đập thật mạnh vào gáy, lão ăn mày gục xuống chết ngay tại chỗ. Hắn bình tĩnh lôi xác lão già vào phía khu rừng gần đó rồi chôn xác cùng hung khí, không còn một dấu vết. Sau đó hắn ung dung quay trở về, mà không biết từ sau gốc cây chỗ hắn vừa đi có một bóng người chứng kiến tất cả. Hắn nở một nụ cười quỷ dị rồi đi sâu vào rừng tối. Khi nghe được Hồng nói Đại đã qua làng bên tìm việc làm, bà Lụa vui mừng rơi nước mắt. Bà đi lại ban thờ, tay bà run run rút cây nhang. Ông ơi, con mình nó thay đổi rồi. Nó biết lo mần ăn rồi ông ơi. Cuối cùng tôi cũng đợi được tới hôm nay rồi ông ạ. Phải chia qua ông ở đây chung niềm vui với tôi. Nói dứt câu bà khóc nức nở. Hồng thấy phải chạy lại đỡ bà. Cô nhìn vào tấm di ảnh cha rồi an ủi. Thôi mà má, mỗi lần nhắc tới ba là má lại khóc. Anh hai giờ lo mần ăn rồi, má phải vui lên mới phải chứ. Bà nghẹn ngào trong nước mắt. Má vui chứ, vui lắm. Bà lấy tay lau nước mắt rồi cắm cây nhang lên. Khi vừa quay đi thì cây nhang tắt ngấm. Lúc này Hồng nhìn thấy thì chạy lại lấy lửa đốt lại mấy lần, nhưng vẫn không cháy. Bỗng cô thấy trong lòng bất an, nhưng không nói cho bà bốn biết, sợ bà lo, và cô giấu luôn cây nhang. Đêm đó cô nằm mơ thấy giấc mơ rất lạ. Cô thấy mình đi vào một khu rừng và gặp một lão già nhăn nheo. Ông ta đứng quay lưng về phía cô, thấy lạ cô gọi. Dạ cụ ơi, cụ sao đứng đây vậy à? Ông ta vẫn đứng im không trả lời cô. Đi thêm vài bước, bỗng ông ta quay người lại, gương mặt đầy máu, bóp cổ cô rồi gào thét. Trả mạng cho tao. Thằng anh mày đã giết tao, nhưng nó đang ở trong nhà thầy Bảy. Tao không thể làm gì nó được. Tao lấy mạng mày thay cho nó. Trả mạng cho tao. Cô vùng vẫy, trong đầu chợt nhớ lại lời ngoại dặn. Cô niệm Phật nhưng dường như ông ta không sợ mà còn hung bạo hơn. Trong lúc cô gần như tuyệt vọng thì bỗng có một bóng đen bay tới, hất văng ông lão bay vào bóng tối và biến mất. Cô giật mình tỉnh giấc mồ hôi nhễ nhại. Nó không giống một giấc mơ mà giống thật hơn. Quay sang thấy mẹ mình vẫn đang ngủ, cô bước xuống giường đi ra uống nước. Vừa rót ly nước thì nghe tiếng sột soạt dưới bếp. Nghĩ là chuột nên cô vặn đèn cao hơn bước xuống bếp. Vừa tới cửa cô sững lại hét lớn, vì lại nhìn thấy gương mặt đầy máu me của ông lão. Và ông ta đang tiến lại phía cô, nhưng tay chân lúc này cứng đơ không thể nhúc nhích. Chỉ còn miệng cô có thể hét thật to. Hồng! Hồng! Con sao vậy? Gặp ác mộng hay sao mà hét dữ vậy con? Cô mở mắt ra thoát khỏi giấc mơ đáng sợ. Cô ôm lấy má mình khóc mà nói không thành lời. Má ơi! May mà mẹ cô kêu kịp thời, nhưng trong lòng quá sợ hãi nên không nói được lời nào. Bà bốn trấn tĩnh một lúc thì cô cũng bình tĩnh lại mà kể hết tất cả cho bà nghe. Nghe xong bà chỉ cười rồi trấn an cô. Do ban ngày con làm việc cực nhọc quá nên đêm thấy ác mộng thôi. Không sao đâu con, ngủ tiếp đi. Thấy mẹ mình có vẻ không tin, cô cố gắng giải thích vì cô không tin đó là giấc mơ, mà nó là một điều gì đó rất kinh dị. Nó không giống giấc mơ đâu má. Nó kinh khủng lắm. Nó rất đáng sợ mà thật lắm đó má ơi. Thấy con quá sợ hãi, bà cố gắng trấn tĩnh. Con đừng có suy nghĩ nhiều, ngủ đi, mai má dẫn con đi chùa nghe. Dạ. Cô nghe lời mẹ mình nằm xuống, nhưng vừa trải qua giấc mơ quá kinh khủng làm cô không tài nào chợp mắt được, vì cô sợ nếu nhắm mắt lại sẽ thấy lại giấc mơ. Chằn chọc mãi thì trời cũng sáng, cô lật đật chuẩn bị hết, chỉ chờ mẹ cô thức để dẫn cô đi chùa. Vừa bước vô cửa đi tới gần nơi lễ Phật, nhìn sang có một chỗ xin xăm, thì có điều gì đó thôi thúc cô bước tới và ngồi xuống. Chưa kịp nói câu nào thì thầy đã bảo. Còn đang có một vong theo, đó là một lão già và một người trung niên. Nhưng lão già kia oán nghiệp rất sâu nặng, nhờ có vong trung niên trấn giữ nên tạm thời lão ta chưa làm gì được con. Vừa nghe thầy nói, cô há hốc mồm kinh ngạc. Vậy giấc mơ đêm qua không lẽ là thật? Cô run rẩy hỏi thầy. Dạ thưa thầy, vậy giờ con phải làm sao hả thầy?
Thầy nhìn ra phía cửa chùa ngó nghiêng một chút thì nói tiếp. Thầy không biết vì sao lão già kia rất hận con. Chỉ biết rằng hắn oán nghiệp sâu nặng. Không may cho con, sư phụ ta đã đi lễ Phật ở xa. Nếu không có thể giúp con hỏi rõ hơn. Thôi, con đeo chuỗi Phật này đợi một tuần nữa sư phụ ta về. Con lên đây, sư phụ ta sẽ giúp con giải trừ. Nhưng con nhớ không được cỡ chuỗi Phật ra, dù có bất cứ chuyện gì nghe không. Dạ, con đa tạ thầy ạ. Sau khi lễ Phật, hai mẹ con quay về nhà. Lúc này cô mới nói với bà về việc cây nhang và chuyện lão già kia nói là anh cô đã giết hại ông ta. Không biết thực hư ra sao, nên cô nói sẽ tìm anh hai để hỏi rõ đầu đuôi. Sáng hôm sau, cô nói với bà phải qua làng bên tìm Đại để biết rõ sự việc hơn. Dù bà không cho cô đi một mình, nhưng cô vẫn quyết định đi. Cô giả vờ đồng ý với bà sẽ chở bà đi bán về rồi đi cùng. Nhưng khi bà khuất bóng, cô gom đồ vào tay Nải và đi qua làng bên cạnh. Đi đến khúc cua thì trời cũng sụp tối. Thấy phía trước có một quán nước nhỏ, cô bước vào thì thấy có một người đàn bà chạy ra giả lạ. Chào em gái xinh đẹp, mời em vào quán để uống nước. Dạ, em chào chị. Ở đây đi tiếp là tới làng thôn Hạ hả chị? Ờ, đúng rồi. Nhưng còn xa lắm, ở đây chỉ có phòng trọ giá rẻ nè. Em nghỉ qua đêm rồi sáng đi tiếp. Con gái mà đi tối nguy hiểm lắm, mà xinh đẹp như em thì càng nguy hiểm hơn nữa đó. Nghe nói có điều kiện quá tốt, mà nhìn trời cũng dần tối nên cô quyết định ở lại một đêm. Sáng sẽ khởi hành sớm. Dạ, vậy tốt quá. Chị cho em một phòng nha chị. Sự ngây thơ của Hồng đã lọt vào tầm ngắm của mụ tú bà. Sau khi cô vào trong, bà ta liền ra hiệu cho đàn em, rồi nở nụ cười bí hiểm. Bước vào căn phòng thấy cũng rộng rãi, sạch sẽ, giá cả phải chăng. Trong bụng cô mừng thầm vì không ngờ giữa đường vắng lại có một chỗ ở tốt như vậy. Đang soạn đồ chuẩn bị thì phía ngoài cửa có tiếng gõ. Cô lên tiếng. Ai vậy? Có tiếng người phụ nữ nói vọng vào. Là chị đây. Em ngủ chưa? Chị vào nói chuyện với em một chút có được không? Thì ra là chị chủ quán nên cô không nghi ngại mà trả lời. Dạ, em cũng đang chuẩn bị ngủ à chị. Cô vừa nói vừa đi ra mở cửa cho bà ta. Vừa mở cửa ra, bỗng hai người đàn ông từ phía sau ập tới giữ cô lại. Cô vùng vẫy. Chị làm gì vậy? Hai anh là ai? Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra. Bà ta bước tới, nâng cằm cô lên và nói. Ai chà, với cái nhan sắc này sẽ được lắm đây. Hai thằng bay canh giữ nó cho cẩn thận đó. Không phải lúc nào cũng có miếng mồi béo bở vậy đâu. Dạ, em biết rồi. Em sẽ canh giữ cẩn thận. Chị yên tâm. Nói xong bà quay đi. Hai tên lính lôi cô cột vào thành giường. Cô la hét vùng vẫy trong vô vọng. Do đi cả ngày mệt mỏi nên quá kiệt sức khiến cô ngất đi. Hồng! Hồng ơi! Bà bốn giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Linh cảm chẳng lành khiến bà sợ hãi, đi ra phía ban thờ đốt nhang cho ông bốn. Nhưng khi vừa cắm cây nhang vào thì lửa bỗng dưng phực lên, khiến bà hốt hoảng hét toáng lên. Bên nhà vợ chồng cô Lan đang ngủ thì nghe tiếng la, cô chạy qua thấy bà bốn run cầm cập, còn trên lư hương đang cháy. Chồng cô chạy lại dập lửa. Ngọn lửa hơi cao nên khiến hình ông bốn xém hết một nửa. Dì bốn, dì sao rồi dì? Con dập lửa rồi không sao đâu. Thoa dầu trấn tĩnh bà một lúc thì bà cũng tỉnh lại. Làn đó hả con? Dì tỉnh rồi, cảm ơn bay nghe. Dạ, dì thấy trong người sao rồi, đỡ hơn chưa dì? Dì không sao đâu. Dì cảm ơn con nghe, làm tụi bay mất ngủ rồi. Thiệt tình không hiểu sao dì lớn tuổi rồi mà thằng Đại với con Hồng lại bỏ dì ở nhà một mình nữa. Thằng Đại nó qua làng bên làm mấy nay, còn Hồng thì nó mới đi hồi trưa qua thăm anh nó mà. Thôi cũng khuya rồi, tụi con về nhà ngủ đi. Dì cảm ơn bay nhá. Dạ vậy hả dì? Mà không có gì đâu dì. Thôi tụi con về, có gì thì kêu con nha dì. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà dì. Dọn dẹp xong hết tàn cháy trên bàn thờ cho bà bốn rồi hai vợ chồng quay về.
nhìn di ảnh của ông bị cháy mà không hiểu sao trong lòng đầy bất an. Lúc này Đại bỗng dưng tỉnh giấc, đèn trong phòng tắt ngấm. Hắn mò mẫm trong bóng tối, bỗng trúng một vật gì đó mềm mềm mà ướt át, kèm theo đó là mùi tanh hôi nồng nặc. Bỗng sống lưng hắn lạnh toát, chạy dài lên tới mang tai. Rồi có giọng nói người đàn ông thều thào: "Tìm được mày rồi, trả mạng lại cho tao." Muốn trả lời nhưng miệng hắn không tài nào mở được, cả thân hình cũng không tài nào nhúc nhích nổi. Khi đã quen dần với bóng tối, hắn lờ mờ thấy được hình dạng của người đàn ông, không ai khác đó chính là ông lão kia. Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn thân hình gớm ghiếc đầy máu me đang dần dần tiến gần tới. Cái miệng rộng ngoác khiến cho hắn sợ hãi tột độ. Khi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì bóng bóng ma bay lên không trung, cất tiếng la đầy thảm thiết rồi biến mất. Những ngọn đèn lúc này cũng bắt đầu cháy trở lại, cả người hắn cũng đã trở lại bình thường. Quay sang nhìn thì thấy cha của Hoa đang đứng ngoài cửa. Ông nói: "Con có sao không Đại?" "Tôi không sao. Mà cái gì vừa xảy ra vậy chú Bảy? Cái gì mà thấy ghê quá vậy?" "Con đã thủ án gì với con quỷ đó đúng không? Oán khí nó rất nặng nề." Tôi có làm gì đâu. Mà quỷ gì? Là sao? Tôi không hiểu gì hết vậy." "Con có gây thù với ai trước khi tới đây không?" "Đây là vong mới, nhưng oán khí quá nặng nên khiến nó trở thành ngạ quỷ mất rồi. Vì nó có thể vô đây, có nghĩa oán khí sâu nặng với con đó. Bởi vậy mới có thể phá đi pháp giới của ta. Nên có chuyện gì nói cho ta biết để ta còn có cách giải quyết." "Tôi không biết. Không có làm gì hết thì sao mà nói chứ?" "Tùy con vậy. Thôi, vậy con nghỉ đi. Ta cũng về phòng đây." "À, mà đây là lá bùa phòng thân, con giữ bên người đi sẽ an toàn hơn." Nói xong ông bước ra ngoài, thở dài lắc đầu ngao ngán. Nhưng vì lời hứa mà ông không thể làm khác hơn. "Cha đừng buồn nữa, con có cách giải quyết mà. Con sẽ giúp cha giữ lời hứa với bác Bốn." "Khổ thân con gái của cha quá." "Không sao đâu cha, con nghĩ ảnh sẽ thay đổi mà. Mình không thử thì sao mà biết hả cha?" "Mà mấy bữa nay cha có gọi hồn bác Bốn con mà sao không thấy? Không biết có chuyện gì không nữa." "Chắc bác Bốn có việc gì đó nên là không về được thôi. Thôi, cha đi nghỉ đi, để mai con hỏi anh Đại nghe cha." "Thôi, con cũng đi nghỉ đi. Việc gì thì để mai tính, giờ này cũng khuya rồi." "Dạ, cha ngủ ngon ạ." Chằn chọc mãi không thể ngủ, cầm lá bùa ngắm nghía, hắn nhớ tới gương mặt gớm ghiếc đó khiến hắn sợ hãi. Ông ta đã thành quỷ rồi, mà đã tới một lần sẽ tới lần hai. Giờ phải làm sao? Do quá sợ nên hắn không dám chợp mắt. Trời vừa hừng sáng, hắn đã thu xếp đồ đạc rồi bỏ đi. Khi ra tới cửa, bỗng có tiếng kêu làm hắn giật mình. "Anh Đại, định đi đâu ạ?" Quay lại nhìn thì ra là Hoa. Hắn lắp bắp: Anh có chuyện gì giấu em phải không?" Không có, anh..." "Nếu không, sao anh lại định bỏ đi mà không một lời từ biệt? Anh có chuyện gì cứ nói đi, cha em sẽ giúp anh giải quyết." Anh không có gì hết mà. Anh không có giấu gì em hết." "Không có." "Nếu không có thì anh vô nhà lại đi. Anh bỏ đi như vậy sẽ khó nói với cha em về chuyện hai đứa mình lắm." Nghe câu nói của Hoa khiến hắn vui mừng mà quên đi nỗi sợ. Ôm tay Nại quay trở vô nhà. Từ hôm đó hắn ở lại nhà cô, giúp cha cô bốc thuốc cho người nghèo. Tuy trong lòng thật sự không muốn, nhưng vì Hoa nên hắn phải cố gắng chịu đựng. Mở mắt ra thấy mình nằm ở một nơi âm u. Hồng cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, thì ra cô đang ở trong một hang động. Lúc này tay chân uể oải, cố gắng đứng lên nhưng khiến cô ngã xuống. Từ phía trong hang động có tiếng nói cất lên: "Cô tỉnh rồi đó à?" Là giọng nói của một thanh niên. Cô giật mình hỏi: "Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?" Cô đã bị đám người của thầy tà dùng tà thuật làm cho mở mắt. Rồi chúng dụ cô vào hang ổ của chúng, hòng hút hết tinh khí trong người cô để luyện tà thuật.
Nhưng không may cho chúng ta vừa đi ngang đó, nên đã kịp thời cứu cô, rồi đưa cô vào đây để che mắt bọn chúng. Vì tụi nó không chỉ có vài đứa đó đâu, mà cũng một phần nhờ chiếc vòng trên tay, nên chúng không hành động ngay được, nên cô mới thoát được một mạng đó. Nói vậy, anh là pháp sư hả? Đúng vậy. Ta phỏng lệnh sư phụ đi cúng đám ở làng kế bên đây. Đang trên đường trở về thì gặp chuyện này. Cảm ơn anh đã cứu mạng. Mong rằng sẽ có ngày ta sẽ báo đáp. Không có việc gì đâu. Lý do tôi học pháp cũng là để giúp người mà. Không biết cô sang làng thôn hạ có việc gì mà đi trễ quá vậy? Tôi sang tìm anh trai tôi. Nghe nói anh ấy đang ở nhà thầy Bảy. Không lẽ anh ấy đang ở nhà của sư phụ tôi? Thầy tôi cũng thứ Bảy. Vậy chắc là đúng rồi. Mà anh tên gì vậy? Tôi tên Hồng. À, tôi tên là Thiện. Cứ kêu tôi là Hai Thiện nghe. Thôi, cô nghỉ thêm một chút nữa đi, để chúng ta khởi hành cho kịp sáng mai. Trời vừa sụp tối, cả hai bắt đầu đi. Men qua con suối nhỏ, thấy phía trước có một ngôi nhà gỗ, ánh đèn leo lét. Hồng tính chạy tới xin nghỉ một đêm, nhưng Thiện kéo tay lại. Cô đừng tới đó, nó là một cái bẫy đó. Là cái bẫy sao? Tôi thấy là ngôi nhà mà, có đèn nữa kìa. Nó là quỷ mưu đó. Nó chuyên gia dụ dỗ những người đi ngang qua đây lỡ đường. Khi mắc bẫy nó sẽ ăn thịt. Đó chính là ổ của chúng đó. Trời ơi, vậy chúng là yêu quái rồi. Từ nhỏ tới bây giờ đây là lần đầu tiên tôi biết đó. Giờ mình phải làm sao? Con quỷ này nó đã hại quá nhiều người rồi. Để ta thu phục nó về đưa cho sư phụ xử trí. Cô ở đây đợi ta. Cô cầm lá bùa này bọn chúng sẽ không thấy cô. Nhớ phải đứng im đó. Tôi biết rồi. Anh cứ yên tâm. Đi lại phía căn nhà gỗ, anh gõ cửa. Đúng như dự đoán, một con mèo đen to lớn như một mãnh hổ phóng ra vồ lấy anh. May mà anh đã thủ lá bùa khiến nó dội lại. Nó gào thét dữ dội vì bị lá bùa đốt xém một bên mặt, làm nó hung hăng hơn. Nó phóng tới phía trước. Lúc này do cô đứng gần đó, nhưng nhớ lời Thiện dặn, cô không dám nhúc nhích. Bỗng nó quất đuôi một cái, khiến cho Hồng tuột mất lá bùa văng ra xa, khiến cô loạng choạng. Quá sợ hãi cô la lên. Tiếng la của cô khiến nó đổi mục tiêu mà quay đầu lại. Nó gầm lên một tiếng như xé toạc màn đêm, thấy nó sắp tấn công. Anh quay sang hét lớn. Cô chạy đi, chạy thật nhanh. Chạy nhanh vào, đừng để nó bắt được. Nghe tiếng anh kêu lúc này, cô mới định thần lấy hết sức chạy thật nhanh, cố gắng không để nó bắt được. Nhưng không may cho cô, do trời tối không thấy đường, nên cô trượt chân té xuống con suối đang chảy xiết. Cô cua tay của quạng một lúc thì bám vào cái cây kẹt ngay vách đá. Lúc này chưa kịp định thần thì tiếng cầm rú của quỷ miêu lại sát bên mình. Lúc này Thiện vừa chạy lại vừa móc lá bùa ra vừa tới. Một tay anh chụp lấy cô, một tay anh đưa lá bùa. Nhưng chưa kịp đọc chú thì bị nó đưa móng vuốt cào tay anh, khiến cho lá bùa bay mất. Nó cầm rú nhào tới chụp lấy anh. Lúc này anh né sang một bên, khiến nó trượt chân đập đầu vào tảng đá bên suối. Nó đau đớn quằn mình. Thừa cơ hội đó, đang không để ý, anh dùng hết lực kéo cô lên. Lúc này vết thương anh chảy máu rất nhiều. Khi vừa lên được bờ thì chiếc vòng của cô trúng vết thương của anh dính máu. Bỗng chiếc vòng phát sáng chiếu thẳng lên người quỷ miêu, làm người nó cháy một mảng. Nó cào thét dữ dội nhưng vẫn cố nhào lại. Thấy vậy, anh lấy chiếc vòng ném thật mạnh vào người nó. Khi chiếc vòng vừa chạm vào người nó thì nó hét lên đầy đau đớn rồi tan biến vào màn đêm. Cuối cùng cũng thoát được con quỷ miêu. Cả hai nằm thở hổn hển, vì lúc này trời cũng đã tối nên không thể ở lại đây quá lâu, vì không biết còn điều gì xảy ra tiếp theo. Cả hai lần mò theo phía phát ra ánh sáng, lấy lại được chiếc vòng. Cô đeo vô tay rồi cùng anh đi tiếp. Từ phía sau rừng cây bỗng xuất hiện hai kẻ với gương mặt tức giận nhìn theo. Một tên cầm chiếc roi quất vào tên còn lại mà gầm lên. Thật là một lũ ăn hại. Có một tên pháp sư củi mà cũng không giết được. Tên kia quỳ xuống giọng run run. Dạ, em cũng đâu ngờ nó mạnh như vậy. Em đã thả con quỷ miêu mạnh nhất rồi, nhưng không hiểu sao nó lại có chiếc vòng đó. Chẳng phải đã thất lạc lâu lắm rồi sao? Không nói nhiều,
cho ngươi thời hạn 3 tháng nữa. Nếu không giết chết hết bọn chúng thì ngươi cũng biết kết cục rồi đó. Dạ dạ, em biết rồi. Nói xong tên kia bỏ đi, tên còn lại bày ra vẻ mặt căm phẫn, hận không giết được hắn ta. Rồi hắn cầm lá bùa của Thiện lúc nãy bị văng ra mà xé nát. Bước theo con đường mòn, cả hai mon men được một lúc thì cũng ra được đường cái. Do người quá yếu cộng thêm chuyện lúc nãy nên Hồng đã quá đuối sức, ngất giữa đường. Lúc này Thiện phải cõng cô về nhà. Nghe tiếng gõ cửa, Hoa giật mình. Vì cũng đã nửa đêm rồi, giờ này ai còn tới. Cô lên tiếng. Ai đó? Anh đây, Thiện đây. Mở cửa cho anh đi Hoa. Anh Thiện. Cô vừa vui mừng vừa chạy ra mở cửa. Bỗng mặt cô xỉu lại khi thấy người anh đầy máu, cô hốt hoảng. Trời, anh Thiện, anh sao vậy nè? Anh không sao. Nghe rục rịch thì thầy Bảy cũng thức chạy ra. Ai tới giờ này vậy Hoa? Dạ, anh Thiện về đó cha. Thiện, Thiện về đó hả con? Trời ơi, sao người con máu không vậy nè? Có chuyện gì vậy con? Dạ, con không sao đâu thầy. Lúc nãy con có đánh nhau với quỷ miêu, nhưng nó quá mạnh nên cào trúng tay. Do bị thương với lại nó dữ quá, con không thu phục được nhờ chiếc vòng của cổ nên đã làm nó tan xác rồi thầy. Mà thầy hãy cứu cô gái này trước đi. Lúc này Đại cũng đi ra, vừa ngáp vừa ngó nghiêng khi nhìn thấy người nằm trên giường chính là Hồng, em gái mình. Hắn tỉnh ngủ chạy lại. Trời, Hồng, Hồng ơi, em làm sao vậy? Cô ấy không sao đâu, chỉ là kiệt sức thôi. Mà anh đây có phải Đại không? Ờ, rồi sao? Mày làm gì em gái tao hả thằng kia? Không để Thiện trả lời, hắn đã chạy lại túm áo Thiện mà gào lên. Mày nói đi, mày làm gì em tao mà nó ra nông nỗi vậy hả thằng khốn? Em gái của anh không sao cả, do là đi tìm anh nên kiệt sức thôi. Tôi đã cứu cô ấy về đây, vậy mà anh trả ơn tôi vậy đó hả? Thầy Bảy chạy lại can ngăn. Thôi thôi, Đại buông Thiện ra. Em Bảy chỉ kiệt sức thôi, không có chuyện gì đâu. Chuyện ra sao, con kể cho sư phụ nghe coi. Nhờ thầy Bảy và Hoa can ngăn, nên cuối cùng hắn cũng ngồi sang một góc, nhưng gương mặt vẫn rất khó chịu. Lúc này Thiện kể hết tất cả mọi chuyện cho thầy Bảy nghe. Khi nghe xong, ông cầm chiếc vòng đang phát sáng, lấy tay lau máu tới đâu, thì ánh sáng tắt tới đó. Thầy Bảy vừa lau chiếc vòng vừa cảm thán. Nó đã trở lại một lần nữa rồi. Nghiệp duyên, nghiệp duyên. Ông trời ơi, không lẽ lời nguyền đã thành sự thật sao ông? Là sao thầy? Thầy nói gì con không hiểu. Dạ, cha có chuyện gì sao cha? Thầy Bảy không trả lời. Ông dừng đôi mắt đầy ngấn lệ nhìn mọi người với vẻ lo âu, rồi thở dài một cái. Cầm chiếc vòng quay trở vô buồng trước sự hoang mang của tất cả mọi người. Trời vừa hửng sáng, thầy Bảy đi ra phía trước sân, lùi cùi sắp xếp tất cả mọi thứ lên bàn, rồi lấy 3 cây nhang ra khấn vái cắm vào lư hương, rút cây kiếm gỗ ra chĩa thẳng lên trời rồi đọc chú. Ngô phụng thiền pháp, hạ trợ ngô thần, tá ngô giả giữ nữ, giả nữ bất chính quỷ hòa thần, cấp cấp như luật lệnh. Bỗng một tia sét đánh thẳng xuống chiếc vòng đang đặt trên chiếc bàn, nổ lên một tiếng khiến cho tất cả mọi người giật mình. Nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ xung quanh văng ra tứ phía mà chiếc vòng vẫn nằm im bất động, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì với nó. Tất cả chạy ra thì thấy thầy Bảy ôm ngực cụp xuống và tất cả mọi thứ xáo trộn lên, đồ đạc bay tứ tung. Hòa chạy lại ôm cha. Cha, cha sao vậy nè cha? Thầy, thầy ơi, thầy sao vậy ạ? Ta không sao. Con đưa ta vào trong, ta sẽ kể cho các con nghe. Mọi người đưa thầy Bảy vào trong, đỡ thầy ngồi xuống giường, một tay ôm ngực vừa ho vừa nói. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Không lẽ nó lại tới một lần nữa hay sao? Sao thầy nói gì con không hiểu? Có chuyện gì sao thầy? Chưa kịp trả lời thì từ trong buồng Hồng phát ra tiếng thét. Buông ra! Buông tôi ra! À! Buông tôi ra!
Hòa chạy vào thì thấy Hồng tự đưa tay vừa bóp cổ vừa la hét, vùng vẫy dữ dội, sùi cả bọt mép, đôi mắt thì trắng giá. Hòa vội chạy lại gỡ tay Hồng ra nhưng không tài nào gỡ được. Hòa hét lớn kêu Thiện. Vừa vào tới, anh rút trong túi lá bùa đưa lên miệng lẩm nhẩm, rồi phóng thẳng vào người Hồng. Lúc này người cô bỗng bật lên một cái rồi rớt xuống giường nằm im bất động. Cho tới hơn một tiếng sau cô tỉnh rồi mở mắt ra nhìn mọi người. Thấy xung quanh toàn người lạ, chỉ có Thiện là quen. Cô cất tiếng hỏi. Tôi đang ở đâu vậy nè? Cô đang ở nhà tôi. Anh hai cô cũng đang ở đây. Vậy đây là nhà thầy Bảy hả chị? Anh hai em đâu rồi chị? Cho em gặp anh hai đi chị. À, anh hai của em đang ngủ. Để chị đi gọi cho em ha. Đang định chạy đi thì Đại đã bước ra. Thấy Hồng đã tỉnh lại, hắn bước tới không một tiếng hỏi han mà còn dở giọng. Rồi à, mày tới đây chi? Bà già ở nhà với ai? Dạ, em tìm anh hai để hỏi anh hai một chuyện quan trọng. Chuyện gì mà quan trọng tới nỗi mày phải qua tới bên đây rồi làm phiền người ta vậy hả? À, chuyện này... Nói gì thì nói đại đi, ấp a ấp úng, mắc mệt. Là chuyện thằng Đại, nó đập đầu lão già rồi chôn xác lão vào khu rừng. Sau đó linh hồn lão hóa quỷ, đi theo con. Rồi con vào chùa gặp sư và ông ta tặng con chiếc vòng, có đúng không? Câu nói của thầy Bảy làm Đại hết hồn trợn trừng mắt. Hắn không biết sao thầy Bảy lại biết chuyện này. Hắn nhớ là hắn không hề kể với một ai. Hắn quay qua nhìn thầy Bảy mà không nói được lời nào, đứng như trời trồng. Lúc này Hồng cũng hết hồn vì không nghĩ giấc mơ đó lại là sự thật. Cô ngước lên nhìn thầy Bảy giọng run run. Sao thầy biết vậy ạ? Vì chiếc vòng đó không phải của vị sư, và người con gặp không phải ông sư nào hết. Nó là người của thầy ta. Và thứ thằng Đại giết cũng không phải người, mà hắn chính là con quỷ, nhắm vào lòng tham của nó để mà muốn bắt xác nó. Ta đã biết từ lâu, nhưng hỏi cỡ nào nó cũng không chịu nói. Giờ đây ta không thể nào để con quỷ đó làm điều sằng bậy nữa. Thầy nói ông ta không phải sư, sao chiếc vòng đó có thể đánh đuổi quỷ miêu, rồi còn đuổi được vong quỷ? Đúng là tới hắn cũng không ngờ rằng chiếc vòng có thể đánh được quỷ miêu và bọn kia, vì khi chúng dính máu của đồng nam trinh nữ thì sẽ bị phản tác dụng. Nhưng khi bôi máu đi nó sẽ trở lại bình thường. Hắn đưa cho con vì hắn muốn dùng con để triệu hồi quỷ miêu. Nếu chúng nó ăn thịt con thì càng gia tăng thêm sức mạnh cho chúng. Khi thấy chiếc vòng, ta đã muốn tiêu hủy nó, nhưng sức ta không đủ. Cả đêm qua ta đã cố gắng phong ấn nó nhưng không thể, nên sáng nay ta đã lập đàn triệu hồi quỷ sai, cũng không có tác dụng gì cả, mà còn phản công lực, khiến ta suýt nữa thì mất luôn cái mạng già này rồi. Vậy giờ mình phải làm sao hả thầy? Muốn kết thúc thì phải tìm nơi bắt đầu sự việc thôi con ạ. Tiếng có cửa rầm rầm. Thằng Đại đâu? Mày mau ra đây. Có tiếng la hét phía trước. Hoa chạy ra thì thấy đám người thằng Tèo đầu gấu khu này đang kêu tên Đại. Cô nhỏ nhẹ hỏi. Mọi người tìm anh Đại có chuyện gì không ạ? Nó thiếu tiền tụi tao, hứa hẹn hoài không trả. Khốn hồn, kêu nó ra đây, không tao đập nát cái nhà này. Dạ, anh bình tĩnh để em kêu anh Đại ra. Cô quay vô nhà định kêu Đại, nhưng lúc này không thấy hắn đâu. Không thấy vậy liền hỏi Hoa nhà bếp ở đâu. Cô chạy xuống quả không sai, mỗi lần gây ra chuyện hắn cũng chạy xuống bếp ngồi ôm đống củi mà run rẩy. Anh hai lại chưa cờ bạc thiếu tiền người ta phải không? À, anh chưa có xíu à, tại nó ăn gian. Vẫn chứng nào tật đó. Anh ra mà giải quyết hậu quả đi, đừng có làm liên lụy tới thầy Bảy và mọi người nữa. Em không cứu anh nổi đâu. Hồng, mày biết anh hai thương mày nhất mà. Mày có tiền không trả tụi nó giùm anh đi. Em không còn tiền, có bao nhiêu em gom góp cho anh hết lúc anh đi qua bên này rồi. Thiện thấy vậy anh lên tiếng. Anh thiếu tụi nó bao nhiêu? Có 1 triệu bạc à? Nghe anh mình nói Hồng hốt hoảng. Trời, 1 triệu, mà anh nói 1 triệu bạc. Anh đang nghĩ gì vậy anh hai? Sao anh có thể?
Anh mượn nó có 500 ngàn thôi, nhưng do nó ăn lời cắt cổ nên mới thành ra 1 triệu. Giờ phải làm sao? Không có tiền bọn chúng giết anh mất Hồng ơi. Em không biết đâu, anh tự làm tự chịu đi. Tất cả mọi người đều lắc đầu không biết phải làm sao trước số tiền quá lớn. Mọi người gom góp hết tất cả cũng chưa tới 200 ngàn. Lúc này phía trước tụi thằng Tèo hết kiên nhẫn, chúng la hét đập đồ đạc. Thấy vậy hắn chạy ra, vừa thấy bọn thằng Tèo hai chân hắn run rẩy mà khuỵu xuống. Anh Tèo, anh cho em thêm 3 ngày nữa được không? Em hứa 3 ngày nữa em đem qua cho anh. Hôm trước mày cũng hứa 3 ngày, nếu không có thì chặt ngón tay mày. Nay đã tới hẹn rồi. Tụi bay, chặt tay nó cho tao. Anh Tèo, em lại anh mà. Em hứa 3 ngày, lần này cuối cùng. Anh tha cho em một lần này thôi nha anh. Lúc này mọi người cũng chạy ra cầu xin cho hắn. Thấy vậy thằng Tèo cũng đồng ý mà bỏ về. Thầy Bảy quay sang hỏi Hoa. Sao nó có thể chơi bài được vậy Hoa? Không phải ta đã phong ấn nó rồi sao? Dạ, mấy nay con thấy anh Đại ở nhà nên không để ý. Con nghĩ anh ta thay đổi nên mới thả lỏng. Nhưng không ngờ... Thiệt tình, cha đã nói con phải chú ý. Giờ biết ăn nói sao với anh chị Bốn đây. Số tiền lớn như vậy thì tìm đâu ra? Thiệt là... Hắn nghe Hoa và thầy Bảy nói thì nhớ lại những lúc hắn chơi bài. Tiếng của Hoa cứ văng vẳng trong đầu làm hắn không tài nào chơi tiếp được nữa. Lúc này hắn đã hiểu. Hắn quay sang thầy Bảy mà giở giọng trách móc. Ông nói vậy là ông yểm bùa tôi hả? Hèn chi lúc nào ngồi vào đánh bài là tôi lại nghe tiếng của Hoa. Tôi cứ tưởng là tôi nhớ Hoa quá thôi. Nhưng tôi không ngờ. Tôi vì cô nên mới nhịn nhục ở đây. Nhưng bây giờ tôi biết các người cũng không tốt đẹp gì. Anh Đại, tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Tốt như vậy thằng này không cần. Không, gom đồ đi về. Anh Hai, nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, đi là đi. Mày nghe không? Tao không ở đây với mấy người này nữa. Bộ mày không thấy người ta yểm bùa tao hả? Không đợi ai nói thêm lời nào, hắn kéo tay Hồng đi một mạch mà không thèm quay lại nhìn một lần. Thầy Bảy lắc đầu. Ta đã hết cách rồi. Anh Bốn à, tôi không thể làm theo lời hứa với anh nữa rồi. Anh hãy tha lỗi cho tôi. Chà, con người anh Đại không thể nào sửa đổi được, chỉ tội cho thím Tư. Chà đừng tự trách mình nữa, mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đúng rồi thầy, mình không nên vì một người không đáng mà tự trách bản thân nữa. À mà thầy nói sẽ kể cho tụi con nghe về chuyện ngày xưa mà thầy. Thầy kể cho con nghe đi ạ. Thầy Bảy ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới bắt đầu kể lại câu chuyện mà xảy ra cách đây đã 30 năm về trước. 30 năm trước ở làng thôn Hạ này có một người con gái xinh đẹp tên là Phượng. Nhà cô ở cuối làng, hàng ngày cô gánh hàng ra chợ bán. Ở đầu làng có ông hội đồng quản. Ông ta nổi tiếng nhân đức và trung thủy vì ông chỉ có một vợ và hai con thôi, một trai một gái. Con trai lớn ông là Hai Kiên, cô gái nhỏ là Út Mận. Cậu hai thì được lên tỉnh học nhưng tính tình thì kiêu căng hống hách. Hắn mà muốn ai thì người đó không thoát khỏi. Tên gia đình tên Tạo cũng theo chủ nịnh bợ. Chỉ cần cậu Hai Kiên muốn thì việc gì, dù vô đạo đức hắn cũng làm, chỉ vì muốn được sự tín nhiệm của chủ. Hôm đó hắn từ trên tỉnh về, xe hắn chạy ngang cô Phượng đang gánh hàng ra chợ bán. Vừa nhìn thấy nhan sắc cô thì hắn đã thích. Hắn muốn có được cô. Quay sang Tạo, hắn nói. Con nhỏ đó nhà đâu vậy mày? Dạ thưa cậu, nó là con của ông Năm Lợi cuối làng. Nó tên Phượng làm nghề buôn bán ngoài chợ. Buôn gánh bán bưng mà sao nó đẹp dữ vậy mày? Dạ, nó được cho là đẹp nhất làng đó cậu. Có hơi đành đá, bởi vậy dù đẹp, nhưng ít có thằng nào chọc kẹo được nó hết. Đành đá cỡ nào, thì qua tay tao cũng thành mèo con hết. Nếu cậu muốn thì con có thể giúp cậu được, mà dù gì cha nó cũng là tá điền nhà mình. Tao mà muốn thì cần tới mày giúp sao? Dạ, cậu hai của con là số 1 mà. Nghe thằng Tạo nói, hắn nhếch môi đắc ý. Hắn không nói thêm lời nào. Hắn muốn Phượng là của hắn.
trong đầu bắt đầu nảy ra ý định xấu xa. Hôm sau hắn bắt đầu lên kế hoạch của mình. Hắn đợi Phượng vừa đi ngang, hắn liền buông lời tán tỉnh. Chào Phượng. Anh là ai mà sao biết tên tôi? Tôi là ai em không cần biết. Em chỉ cần biết là tôi thích em thôi cô bé à. Anh tránh ra cho tôi đi. Tôi còn phải ra chợ bán cho kịp buổi. Bữa nay anh mua hết cho em. Chỉ cần em đồng ý đi chơi với anh, thì sau này em không phải mua gánh bán bưng cực khổ nữa, mà em sẽ là con dâu cả ông hội đồng giàu nhất cái làng này. Thì ra anh là cậu cả con nhà ông hội đồng. Nghe nói anh học trên tỉnh mới về mà sao lỗ mãng quá vậy? Hay anh nghĩ có tiền rồi muốn làm gì thì làm? Anh tránh ra cho tôi đi. Nếu không tôi cho anh một gánh để anh mang nhục giữa đường bây giờ. Vừa nói cô vừa giơ cái đòn gánh lên nhá nhá về phía hắn. Hắn thấy vậy thụt lùi mấy bước, giận dữ mà quát lớn. Cô được lắm, cô dám đắc tội với hai kiên này. Rồi cô sẽ phải hối hận về việc của ngày hôm nay. Không thèm trả lời, cô gánh hàng đi, để lại hắn đứng đó tức đỏ mặt tía tai. Không thể nào nuốt trôi cục tức này nên hắn gọi thằng Tạo làm một việc mà hắn không ngờ rằng phải trả giá bằng cả tính mạng của gia đình mình. Ông Năm Lợi đang cấy lúa thì thấy thằng Tạo đi tới. Nó kêu ông lên bờ vì ông hội đồng gọi. Tưởng thật nên ông đi lên theo hắn. Vừa tới khúc cua vắng thì có hai thằng chạy ra đè ông xuống. Do tuổi cao sức yếu nên không thể chống cự. Đang không hiểu chuyện gì thì có tiếng nói cất lên. Ông là cha của cô Phượng đúng không? Ông ngước lên nhìn thì thấy đó là cậu Hai Kiên, con của ông hội đồng. Phải thì sao? Giữa ban ngày ban mặt mà cậu dám ngang nhiên bắt người như vậy hả? Ông biết tôi là ai không? Để tôi nói cho ông biết, nếu mà tôi muốn thì chuyện gì cậu Hai này cũng làm được hết. Nhưng tôi làm gì mà cậu bắt tôi? Làm gì? Ông thì không, nhưng con gái ông thì có đó. Nó dám đắc tội với cậu Hai đây thì tôi phải cho nó biết. Nếu đắc tội với tôi thì sẽ có kết cục như thế nào? Thằng Tạo, mày bịt miệng ông ta đưa vào nhà củi cho tao. Không có lệnh của tao thì không được thả ông ta ra. Nghe chưa? Dạ, con nghe rồi cậu Hai. Mặt trời cũng dần khuất dạng, nhưng bóng dáng ông Năm vẫn chưa thấy khiến cho bà Năm và Phượng lo lắng. Thấy chú bà làm gần chỗ với chồng mình, bà chạy ra hỏi thăm thì mới biết là ông hội đồng gọi. Bà nghĩ chắc là có việc gì nên ông về hơi trễ. Nấu nướng xong xuôi, hai mẹ con bà vẫn chưa thấy ông đâu. Phượng sốt ruột định chạy đi tìm, nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì thấy đám gia đình của cậu Hai Kiên. Lúc này thằng Tạo bước ra với cái vẻ vênh váo, nó nói: Chào cô Phượng, chẳng hay cô định đi đâu vậy? Trời cũng tối rồi, thân gái mà đi tối thì nguy hiểm lắm. Đi đâu thì kệ tôi, không liên quan tới anh. Anh mau tránh ra để cho tôi đi. Tôi biết cô đi tìm cha mình, có đúng không nè hả cô Phượng? Sao anh biết? Không lẽ anh đã làm gì cha tôi hả? Anh nói đi. Trời ơi, tôi nào dám động gì tới cha cô đâu. Mà cậu tôi thì không biết à nhá. Tại sao các người lại bắt cha tôi? Giờ ông đang ở đâu? Mau thả ông ấy ra. Không thì tôi sẽ thưa quan huyện đó. Cô nghĩ cậu tôi là người như thế nào mà cô thưa là được? Nếu cô muốn cứu cha cô chỉ còn một cách. Cô phải tới gặp cậu Hai mà quỳ lạy van xin đi. May ra còn kịp. Mà thôi, hôm nay tôi chỉ chuyển lời cậu tôi bấy nhiêu thôi. Còn lại do cô quyết định. Tụi bay, về. Thưa cô, tôi về. Thấy bọn chúng đi, bà Năm bước ra giọng run run. Chết rồi, giờ làm sao hả con? Thì má ở nhà đi, con đi qua bển gặp ông hội đồng nói phải trái với ông. Má đi với chớ, má ở nhà một mình má không yên tâm. Thôi, má cứ ở nhà đi, chuyện này con giải quyết được mà. Vậy con đi sớm về sớm nghe con. Dạ, má vô nhà đi, con đi đây. Nói xong cô chạy một mạch qua nhà ông hội đồng. Nhưng vừa tới khúc cua thì đám người thằng Tạo lại xuất hiện. Chúng bụng miệng rồi kéo cô đi, mặc cho cô vùng vẫy. Tới căn chòi lá ngoài đồng, bọn chúng nhốt cô vào đó rồi bỏ đi.
Một lúc sau có tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa khiến cô hốt hoảng. Ai? Ai đó? Là anh đấy. Em nhớ anh không? Chứ ngày nào anh cũng nhớ em. Là mày hả? Thằng ác nhân. Thả cha tao ra. Được, anh sẽ thả cha em ra nếu em chịu vui vẻ với anh một tí. Không đời nào. Thả tao ra. Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Em cứ la thoải mái đi, xem có ai cứu em không. Xung quanh đồng không mông quạnh, chỉ có ta với em mà thôi. Nói xong, hắn giở trò đổi bại với cô. Tiếng la của cô vang vọng trong đêm tối, đầy thê lương và bất lực. Sáng hôm sau cô trở về nhà, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, gương mặt cô thất thần. Lúc này cha cô cũng đã về nhà. Thấy cô trong bộ dạng như vậy thì cha mẹ cô cũng đã biết cô đã trải qua những gì. Cô ngồi bệt xuống nền nhà rồi bật khóc. Cha mẹ ôm cô vào lòng mà an ủi. Cả nhà bỗng chốc trở nên đầy thê lương. Và từ hôm đó cô trở nên ít nói, không còn cười đùa như lúc trước nữa. Còn tên Hai Kiên kia, khi lấy được cái ngàn vàng của cô thì cũng lên tỉnh trở lại. Hai tháng sau, vào một buổi sáng như thường ngày, người ta đi làm ruộng trong hội đồng. Khi đi ngang cây bạch đàn lớn thì phát hiện cô đã treo cổ trên đó. Khi được đưa xuống thì gương mặt cô đã trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng, lưỡi thẻ ra trông thật đáng sợ. Lúc này mẹ cô cũng vừa tới, chạy lại ôm xác cô khóc ngất đi. Sau khi về nhà an táng xong thì cũng là lúc Hai Kiên trở về. Theo sau hắn là một cô gái thành thị với cái bụng bầu đã vượt mặt. Ông Năm thấy hắn ung dung như vậy, chỉ hận là không thể giết hắn ngay được. Do là khi còn trai tráng, ông đã học được một số pháp thuật, cũng có thể cúng kiến đám ma và đuổi những vong đi theo người khác. Cũng vì lòng uất hận nên ông muốn báo thù cho con gái mà học tà thuật, mặc lời khuyên răn của bà Năm. Thằng Tạo, mày nấu nước lẹ đi. Kêu con Mén lấy khăn lại đây lẹ lên. Tiếng bà hội đồng thúc giục gia đình vì con dâu bà đã đau bụng sinh. Người chạy ra chạy vào nhộn nhịp. Bỗng tiếng khóc của trẻ con cất lên khiến bà vô cùng vui sướng. Nhưng sau đó bà mụ chạy ra giọng hoảng hốt. Bà ơi! Mợ Hai! Mợ Hai! Con dâu tôi sao? Bà nói nhanh coi. Mợ Hai! Mợ bị băng huyết không cầm được nên... Trời ơi! Con dâu tôi! Bà ám cháu nội trên tay mà rưng rưng nước mắt. Còn tên Kiên, hắn nghe vợ chết mà không rơi một giọt nước mắt nào. Còn cũng không thèm nhìn một cái. Hắn lạnh lùng bỏ ra ngoài như không có chuyện gì. Mọi chuyện tang sự của vợ cũng do ông bà hội đồng lo liệu. Ông bà không biết phải làm sao với thằng nghịch tử này nữa. Quá tức giận, ông đuổi hắn ra khỏi nhà mà không cho một cắc nào cả. Đêm đó hắn say xỉn định quay về nhà, nhưng vừa tới cổng thì hắn thấy phía bên kia đường có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang vẫy tay chào mình. Hắn đi theo cô gái tới một căn nhà gỗ giữa đồng, nhào tới ôm chầm cô gái mà mơn trớn. Nhưng khi hắn rờ tới đâu, da thịt cô chóc ra từng mảng tới đó. Lúc này hắn mới tỉnh rượu mà nhìn kỹ cô gái. Không phải gương mặt xinh đẹp lúc nãy, mà giờ đây trên gương mặt đó đôi mắt trũng sâu, cái miệng rộng toác, hai bên má lòi xương ra những con giỏi đang lúc nhúc. Cô nhìn hắn ngẹo đầu sang một bên rồi cười lớn. Lúc này quá sợ hãi tới nỗi tè ra quần, hắn vùng chạy ra ngoài nhìn xung quanh bốn bề là bóng tối dày đặc. Không còn cách nào, hắn cứ đâm đầu về phía trước mà chạy. Chạy mãi bóng hắn khuất dần rồi chìm vào bóng tối. Sáng hôm sau, người ta bu đen lại chỗ cây bạch đằng vì có xác người treo lủng lẳng trên đó. Mọi người hùa nhau lên gỡ xuống thì mới biết đó là cậu Hai Kiên, còn ông hội đồng. Mọi người khiêng xác cậu về nhà ông, lúc này gương mặt hắn đã không thể nhận ra được nữa. Đôi mắt hắn lồi ra giống như ai đó đã móc mắt hắn ra vậy. Gương mặt thì phình to. Bà hội đồng vừa nhìn thấy thi thể con mình thì ngất lên ngất xuống. Còn thằng Tạo khi thấy xác Hai Kiên thì sợ đến phát điên. Bỗng trong đầu hắn nghe tiếng ai đó thì thầm. Mày sợ à? Tới mày rồi. Mau đền mạng cho tao. Tiếng cười tiếng nói cứ vang vọng trong đầu, làm đầu hắn như muốn nổ tung. Hắn ôm đầu chạy một mạch vào rừng rồi mất hút.
Phía bên ông Năm lúc này đang ngồi trước bàn lễ mà nở nụ cười quỷ dị, và nước mắt ông tuôn ra. Cuối cùng thì ông cũng đã giết được tên ác nhân đó. Linh hồn của hắn ông đem cho con mèo đen có đôi mắt đỏ ngầu kia ăn để gia tăng thêm công lực. Ông ôm nó trong lòng vuốt ve và lên kế hoạch tối nay sẽ thanh toán một lượt hết tất cả nhà hắn, kể cả đứa bé mới sinh kia, quyết không để lại một giọt máu nào. Bà Năm biết được kế hoạch tối nay của ông, nên bà đã dùng lá bùa ẩn thân của ông mà lẻn đi qua nhà hội đồng, mong là sẽ cứu được. Nhưng khi tới nơi thì thấy mọi thứ đã toang hoang, xác gia đình nằm ngổn ngang. Bỗng có tiếng trẻ con khóc. Bà chạy vào thì thấy bà hội đồng đã chết, nhưng đứa bé vẫn còn sống, nó nằm trên ngực bà mà khóc vì khát sữa. Khi vừa ẵm đứa bé lên thì nghe thấy tiếng ông hội đồng thét lên rồi tắt lịm. Bà ẵm đứa bé chạy ra thì thấy con mèo đen của ông Năm đang đứng trước cửa. Bà đứng im bất động không dám nhúc nhích, miệng nó toàn là máu sộc lên mùi tanh tưởi, nó đưa mũi hít hít. Nhờ bà có lá bùa nên nó không nhìn thấy. Thừa cơ hội nó vừa quay đi, bà ẵm đứa bé trốn đi, băng qua cánh rừng thì tới ngôi làng kế bên, và ở đó có nhà của bạn bà. Bà ta có 5 người con, nhưng chỉ có mỗi cô con gái tên là Lụa, có chồng nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Bà cho đứa bé dặn phải giấu kín thân phận đứa nhỏ. Cả hai vợ chồng mừng lắm, nhờ vậy mà mấy năm sau bà sinh thêm một đứa con gái. Rồi trong lúc ông ấy đi đốn củi trên rừng, gặp ông Bảy bị thương, cõng về chăm sóc, rồi từ đó kết nghĩa anh em luôn. Được vài năm thì ông Bảy gặp bà Bảy ở làng thôn Hạ, nên theo bà về bên đấy sống thì mới biết ông Năm. Lúc đầu ông ta chỉ đi cúng đám và đuổi vong, chủ yếu là tìm đứa con của Hai Kiên, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được. Vợ ông do khuyên ông không được mà khổ tâm không lâu sau cũng mất. Còn ông sau khi vợ mất đã vào rừng sâu ở và luyện tà thuật. Do ông không tìm được đứa nhỏ nên ông ta cứ lùng sục mãi, cho tới một ngày hắn đi qua làng bên đây thì ông ta đã phát hiện ra giọt máu còn sót lại của tên Hai Kiên kia. Vậy ra Đại chính là con của ông Kiên hả thầy? Đúng vậy, mấu chốt là nằm ở ông Năm. Vì thù hận quá sâu mà vốn là một người lương thiện, do cái chết của con gái mà đã trở thành kẻ tàn độc. Giờ mình phải làm sao hả thầy? Bây giờ trước mắt là phải tìm được nơi trú ẩn của ông ta đã. Nhưng biết ông ấy ở đâu mà tìm hả cha? Bây giờ cái ta lo nhất chính là vong hồn của bác Bốn đây. Không biết có bị ông ta bắt không mà mấy nay ta không gọi được. Mà thầy, nếu chuyện đã như vậy, liệu anh Đại đi về bên đó có sao không? Không sao đâu, ta đã để lá bùa ẩn thân vào người nó rồi, nó không sao đâu. Dạ, vậy thì không sao. Chỉ mong một ngày nào đó anh Đại sẽ hiểu mà thương thím Bốn nhiều hơn. Về tới nhà không thèm chào hỏi má mình một tiếng, hắn quàng tay nải lên bàn rồi lại võng nằm. Bà Bốn bước ra thấy hai con về, bà mừng rỡ. Trời ơi, hai anh em bay về rồi đó hả? Làm má lo muốn chết. Đại, mày có làm sao không mà nằm đó vậy? Đi bộ tắm rửa ăn cơm đi, má nấu rồi kìa. Hồng nữa, ăn uống gì đi con. Dạ, con nghỉ mệt chút rồi con ăn nha má. Về tới nhà là bà lại nhại à? Tôi mệt muốn chết đây. Mày biết rồi không coi ai ra gì hết hả Đại? Dù gì tao cũng là má của mày nghe. Hỗn láo ra đường coi chừng ông trời ông đánh mày có ngày à? Tôi nhức đầu lắm rồi, bà bớt nói một chút được không? Về tới nhà là lại nhại. Vậy thì mày đi luôn cho yên cái nhà, khỏi có về nữa. Thôi mà má, anh Hai anh đang mệt nên mới vậy thôi mà. Má đừng có chửi anh nữa nghe má. Nghe con Hồng nói bà cũng dịu đi. Bà quay sang vuốt ve mái tóc con gái, không thèm để ý tới thằng nghịch tử đó nữa. Rồi nhìn xuống tay không thấy còn chiếc vòng của thầy. Bà mới hốt hoảng. Ủa, rồi chiếc vòng con đâu rồi? Thầy nói không được tháo ra mà. Dạ, chiếc vòng đó nguy hiểm lắm, không đeo được đâu má. Cô kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ mình nghe. Bà run rẩy cũng kể lại những chuyện kỳ lạ ở nhà cho cô nghe. Đại lúc này nghe hai người nói, bĩu môi ngồi bật dậy. Mày bớt khen người ta đi. Hay quá, bởi vậy mới yểm bùa tao đó. Không vì con Hoa, tao không bao giờ ở cái nhà rách nát đó, chịu khó chịu khổ đâu. Sao anh Hai lại nói vậy? Thầy Bảy làm vậy là muốn tốt cho anh thôi.
Mày im đi, mày biết gì mà nói. Mệt quá, thôi tao đi đây, ở nhà nhức đầu thêm. Anh định đi đâu? Đi đâu kệ tao. Mày với bà già ăn cơm, đừng có chờ tao. Vừa bắt nồi cơm lên bếp thì có tiếng gõ cửa. Hoa chạy ra thì thấy đó là đám của thằng Tèo. Thằng Đại đâu? Nay là tới hẹn rồi. Dạ, anh Đại không còn ở đây nữa anh Tèo ạ. Nó dám bỏ trốn à? Dạ, không phải đâu. Là anh Đại có việc nên trở về nhà rồi. Có thật không? Hay cô em giấu nó trong nhà? Dạ, em nói thiệt mà. Bây đâu? Vô nhà lục soát cho tao. Đám người thằng Tèo tràn vào, lục lọi không bỏ sót một ngõ ngách nào. Thấy thật sự không có Đại ở đây nên hắn bỏ đi. Cũng vừa lúc anh Thiện và thầy Bảy vừa về tới. Có chuyện gì vậy Hoa? Dạ, đám thằng Tèo lại tới kiếm anh Đại đó cha. Không biết bao giờ nó thay đổi để đỡ khổ cho chị Bốn nữa. Thiệt khổ. Mà con chuẩn bị đồ đi, tối nay ta lập đàn để tìm linh hồn của bác Bốn đây. Thằng Thiện, mày coi qua nhà thím Sáu mua con gà trống cho ta. Dạ thầy, con đi liền. Trời vừa sụp tối, thầy Bảy lôi cui lập đàn lễ chỉ chờ trăng lên là có thể cầu hồn. Sắp xếp tất cả mọi thứ đâu đó thì cũng đến giờ. Ông cột con gà vào cây cột cắm ở giữa bàn lễ. Ông bắt đầu khấn. Thiên hương nhiều tam phẩm, thủ hòa thiên kiến bình, địa kiến bình, hòa sa binh, sa mô tô tử binh, kỷ ngưu độc tượng binh, kình thủ kỳ đá tán binh, thiên thiên hùng binh, vạn vạn hùng binh, mường mán cao cao binh, màn mọi sơn binh, hà bá ngũ binh, thủy giới thủy binh, quán âm hòa tương nam hải liên thành, thần tượng tại phổ đà sơn triệu, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt câu khấn, cuồng phong bắt đầu nổi lên, ba con âm binh xuất hiện. Chúng nghe lệnh thầy Bảy đi tìm vong hồn ông Bốn. Khi chúng vừa lên thì cũng là lúc con gà bỗng giãy giụa rồi ngã ngang bất động. Thấy lời chú ứng nghiệm, ông đọc thêm dòng chú để triệu hồi linh hồn ông Bốn. Thiên địa hợp ngã ngã hợp thiên địa, thần nhân phó ngã ngã phó thần nhân, tinh khí hợp toàn thần khí hợp vị, diêu diêu mang mang thiên địa tế trừ, văn ngô triệu thỉnh tốc đáo đàn tiền, ngưỡng phiên chuyển hương bái, giáng phó đàn tiền hữu sự hương thịnh, tốc khứ tốc lai minh trương báo ứng. Chấn. Lúc này cuồng phong càng dữ hơn, bỗng ba con âm binh rú lên đau đớn rồi nổ tung, còn bàn lễ bị hất tung lên. Thầy Bảy cố chấn nhưng không kìm nổi mà văng ra phía sau đập vào vách nhà và ọc ra máu tươi. Thầy ôm ngực. Hòa và Thiện chạy lại đỡ thầy lên. Cha ơi, cha có sao không cha? Thầy ơi, thầy sao rồi? Ta không sao. Quả ta đoán không sai. Bác Bốn Bảy bị ông Năm bắt rồi. Giờ hắn mạnh lắm, nhưng nhờ trận pháp mà ta đã biết chỗ của hắn rồi. Đổi lại chiếc vòng tay của con Hồng biến mất. Ta e rằng mọi chuyện bắt đầu rồi. Các con chuẩn bị đi, sáng mai lên đường. Nhưng cha như vậy làm sao đấu lại ông ta? Em quên là còn có anh sao? Thằng Thiện nói phải đó, dù gì nó cũng theo ta nhiều năm, pháp thuật cũng không tồi đâu. Dìu thầy Bảy vào nhà, thầy Bảy và Thiện bày ra trận pháp để giúp ông phục hồi một phần công lực. Lúc này từ phía khu rừng bước ra một người cầm chiếc vòng đang phát sáng mà mỉm cười đắc ý. Đại đang trên đường từ sòng bạc về thì bị một đám thằng Tèo phát hiện, bị bọn chúng bắt lại đánh cho một trận. Hắn quỳ xuống chắp tay van xin. Anh Tèo, anh tha cho em đi. Em không còn tiền, nhưng em hứa sẽ trả cho anh mà. Anh cho em xin thêm thời gian nghe. Mày hứa quá nhiều lần rồi. Giờ không có tiền thì tao chặt tay trừ nợ. Dạ em lại anh, anh tha cho em. Giờ anh muốn em làm gì em cũng làm, miễn anh đừng chặt tay em. Vậy hả? Tao thấy mày có con em ngon đó. Không ấy, mày đưa nó cho tao gán nợ đi. Dạ được. Chỉ cần anh tha cho em là được. Thôi được. Nếu vậy anh cho mày thêm 3 ngày. Nếu 3 ngày nữa mà không có tiền, mày phải giao em mày cho tao. Dạ em hứa mà. Anh yên tâm. Gì chứ, nó nghe lời em dữ lắm.
Được, anh tạm tin mày lần cuối cùng. Liệu hồn đó. Tụi bay, về. Về tới nhà, hắn nhìn Hồng mãi không biết mở lời làm sao. Nếu không giao con Hồng cho thằng Tèo là bọn chúng sẽ chặt tay hắn. Nhưng trong lòng hắn không nỡ, dù sao con Hồng cũng là em gái của mình. Suy nghĩ vò đầu bứt tai khiến đêm đó hắn không tài nào ngủ được. Chằn chọc mãi, hắn dở mùng đi ra phía ngoài sân. Đang đứng hóng gió, bỗng có một vật gì đó xẹt ngang, làm hắn giật mình. Tò mò hắn đi theo. Chạy theo mãi cho tới một căn chòi lá ở sâu trong rừng, rồi nó biến mất. Lúc này hắn dừng lại nhìn, thì xung quanh bốn bề là bóng tối. Chỉ thấy phía trước là căn chòi lá có ánh đèn leo lét. Lỡ rồi hắn bước tới định xin ngủ nhờ một đêm. Khi vừa tới căn nhà thì cửa tự động mở ra. Hắn vừa bước vào thì cánh cửa đóng sầm lại. Đèn cũng tắt ngấm, chỉ còn lại một màu đen, khiến hắn hoang mang, mò mẫm trong bóng tối. Bỗng có ai đó ở phía sau lưng cầm gậy đập vào phía sau ót, làm cho hắn ngất tại chỗ. Mở mắt ra thấy mình nằm trong căn chòi lá tối qua, nhưng tay chân bị trói chặt. Hắn vùng vẫy la hét. Bỗng xuất hiện một con mèo đen đôi mắt đỏ ngầu. Nó đang tiến về phía hắn. Nó há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn cùng với bốn cây nanh. Nó lao tới, khi vừa phóng lên thì nó bị một lực đẩy cực mạnh về phía sau. Thì ra là vong hồn ông bốn đã trốn ra và cứu hắn. Hắn trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Chà, ông chết rồi mà. Sao? Đúng, ta chết rồi, nhưng linh hồn ta vẫn còn. Vậy ra ông là ma. Ma quỷ gì cũng được. Ông mà cứu tôi, cởi trói cho tôi đi. Ta là linh hồn, không thể chạm vào vật thể. Còn đợi một chút đi, ta đã dẫn được thầy Bảy tới đây rồi. Vừa dứt câu thì thầy Bảy xuất hiện, theo sau đó là Thiện với Hoa. Hoa chạy lại cởi trói cho hắn. Thầy Bảy nói: mẹ Bảy và con Hồng cũng bị nó dẫn dụ tới đây. Rồi bà già với con Hồng đang ở đâu vậy chú Bảy? Đang bị ông Năm nhốt ở phía sau. Mau, chúng ta mau đi cứu họ nhanh. Ông ta vừa ra ngoài, nếu chậm chế hắn quay lại là không xong đâu. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra phía sau. Khi vừa tới căn nhà đổ nát thì chỉ còn lại một khoảng nhỏ, thì một con mèo đen đôi mắt đỏ như máu. Nó gào lên lộ ra hàm răng sắc nhọn. Nó vụt tới do quá bất ngờ nên cào trúng tay tên Đại, làm hắn bị thương. Lúc này bóng ông Năm từ trong bụi rậm bước ra. Hắn giơ cao chiếc vòng đọc gì đó lẩm nhẩm. Ở đây vong hồn chú Bốn la hét dữ dội. Thầy Bảy lúc này rút cây kiếm gỗ, trên đó có một chút máu gà. Thầy đọc hồi chú: Châu Điểu Lăng Quang, Thần Uy Nội Trương, Sơn Nguyên Tứ Chấn, Quỷ Túy Diệt Vong, Thần Trì Thổ Độc, Ta Tinh Phục Tạng, Hồn Đài Tứ Minh, Quỳnh Hộ Lâm Lang, Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Chấn. Vừa dứt câu, gió bắt đầu nổi lên. Lúc này một tia sét đánh thẳng xuống ngay nơi ông Năm. Ông ta kịp thời tránh sang một bên. Chiếc vòng trong tay hắn nổ tung, nát ra thành bụi. Hắn ôm ngực chạy vào trong rừng. Thầy Bảy lấy lá bùa ra đọc lẩm nhẩm, thì vong hồn chú Bốn được ẩn thân vào lá bùa. Hòa băng bó vết thương cho Đại xong, thì mọi người tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Đi được một đoạn, do lúc nãy dùng quá sức nên thầy Bảy bỗng phun ra một ngụm máu, ôm ngực rồi ngồi gục xuống bên gốc cây. Mọi người chạy lại đỡ thầy lên. Thầy có sao không thầy? Chả thấy trong người sao rồi, con đi tiếp nữa không cha? Cha không sao. Con và mọi người đi cứu thêm Bốn và con Hồng đi. Cha có lá bùa ẩn thân ở đây. Nhưng cha như vậy làm sao con đi được? Nếu còn chần chừ thì thêm Bốn và con Hồng sẽ rất nguy hiểm. Để anh làm pháp thuật ẩn thầy đi. Bọn vong hồn và con quỷ miêu kia sẽ không tìm thấy thầy đâu. Giờ quan trọng phải tìm thấy thêm Bốn và Hồng đã. Không đợi lâu, anh thi triển pháp thuật ẩn thầy đi, rồi mọi người tiến sâu vào rừng. Vừa đi tới bên suối thì thấy có một căn nhà cổ ánh đèn leo lét. Đúng là chỗ hôm bữa mà anh và Hồng đã gặp. Đi tới, anh định mở cửa bước vào thì có một bóng trắng lướt nhanh ra, quờ lìa lịa ra dấu cho anh đừng mở. Thấy vậy, anh định quay ra thì Đại đẩy cửa ra. Một luồng âm khí quấn quanh người Đại. Bỗng gương mặt hắn tái xanh, nở nụ cười man rợ, rồi cất tiếng nói âm vang như từ cõi âm vọng về:
cuối cùng ta cũng tìm được nó. Giọt máu của tên hung tàn kia không nên còn lại, nếu không thì hậu họa khôn lường. Thiện lúc này đã biết là ông Năm đang khống chế đại. Anh nói: tôi đã biết chuyện của ông. Tuy rằng ông kia là người ác, nhưng dù sao đại cũng không làm gì nên tội. Ai tội thì bắt người đó, cớ sao lại giết người vô tội? Tao không cần biết, chỉ cần là giọt máu của nó thì tao không tha. Nếu ông giết đại rồi thì con gái ông có sống lại không? Mày im đi, mày không có tư cách nói chuyện với tao. Không được nhắc tới con gái tao. Đại nhào tới định bóp cổ anh thì Hoa lúc này đã thủ sẵn lá bùa, nhanh tay dán vào trán đại làm hắn giật lên rồi ngất xỉu. Hoa đỡ lại gốc cây kế bên rồi tạt nước cho hắn tỉnh lại. Thiện thi triển pháp thuật lần theo, tìm ra được nơi ẩn nấp của ông Năm. Lúc này bóng trắng lúc nãy lại xuất hiện. Cậu đi theo tôi, sẽ gặp được người cậu muốn cứu. Và là ai? Là ai cậu không cần biết, nếu muốn cứu họ thì nhanh lên. Không do dự, cả ba chạy theo bóng trắng. Khi tới phía bờ sông thì thấy Hồng và Thím Bốn bị cột treo trên cây. Vừa đưa được cả hai xuống thì ông Năm xuất hiện. Thầy Bảy cũng bị ông ta bắt trói kéo theo sau. Chú em à, mày nghĩ thuật ẩn thân của mày che mắt được tao sao? Khôn hồn thì giao thằng nghịch từ đó cho tao, không thì mày sẽ thấy thầy mày chết như thế nào. Ông mau thả thầy tôi ra. Dừng lại đi ông Năm, ông đã sai quá nhiều rồi. Mày đừng nói đạo lý với tao nữa. Cả đời tao chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi, vậy mà tao đổi lại được gì? Còn tao thì bị thằng cha khốn nạn nó hại đời mà tự giận chết. Nó là đứa con gái ngoan hiền, sống chân chất thật thà, vậy mà đổi lại được gì? Nhưng mà ông đã giết hết cả nhà người ta rồi còn gì. Giờ ông buông tay đi, dù sao cậu ta cũng đâu làm gì hại tới ông. Chuyện ai người nấy chịu. Đại nghe ông Năm và Thiện nói, hắn đứng ngây người, không hiểu chuyện gì. Hắn quay sang hỏi mẹ mình: Má, có chuyện gì? Sao ông ta muốn giết tôi? Mọi người đang giấu tôi chuyện gì? Tình thế lúc này bà Lụa không thể giấu được nữa. Bà kể lại hết mọi chuyện cho Đại nghe. Hắn nghe xong thì suy sụp. Trời ơi, không ngờ tôi là một đứa không cha không mẹ. Bởi vì ông ta, vì ông ta mà tôi phải khổ sở, nghèo nàn. Tôi phải giết chết ông ta. Vừa dứt câu, hắn nhào tới định bóc cổ ông Năm. Nhưng với sức lực một mình hắn thì sao đấu lại ông ta. Lúc này ông Năm tóm lấy hắn. Thiện thừa cơ hội ông ta đang đắc chí vì tóm được đại, anh đọc hồi chú gọi quỷ ngục tiêu diệt ba con quỷ miêu sau lưng hắn. Hỏa xí phong khù, biến vi ngục viện, di bản quy tẩu phi lôi xiết điện, thìn là địa võng kiếm kích chủ biên, trịnh đô lôi hỏa tật tốc vi kiến, đương đương hạ quỷ vĩnh thủy thiền hiến, củ sát quỷ thần tùng tích lập kiến, cấp cấp như luật lệnh. Câu chú vừa dứt thì ba con quỷ miêu bắt đầu gào thét dữ dội. Ông Năm hoảng hốt buông đại ra, quay sang nhìn ba con quỷ miêu mà ông nuôi bao nhiêu năm nay. Chúng đang cắn xé lẫn nhau. Do ông ta và chúng luyện thành một thực thể, cơ thể ông ta bắt đầu đau đớn như hàng ngàn chiếc kim đâm vào người mà lăn lộn, gào thét trong đau đớn. Thừa cơ hội, anh cứu đại và chú Bảy về. Được một lúc thì ba con quỷ cũng cấu xé nhau mà chết. Ông ta còn chút sức lực cuối cùng lồm cồm ngồi dậy, miệng ọc máu ra, bước loạng choạng tới cầm thanh kiếm gỗ vừa rớt ra từ trong tay nải của thầy Bảy, nhào tới phía đại, định kết liễu hắn. Nhưng lúc này bà Bốn Lụa đã thấy, bà liền chạy lại ôm đại và đỡ cho hắn, bị ông Năm đâm một nhát ngay bụng. Bà ngã quỵ xuống, lúc này mọi người hốt hoảng chạy lại, đại hoảng loạn nhào tới ôm chầm lấy bà mà gào khóc. Má, má ơi, má đừng chết. Sao má lại đỡ cho con? Con đâu phải máu mủ ruột rà, cũng đâu phải đứa con ngoan hiền. Đúng, đúng là con không phải do má sinh ra. Nhưng bà má yêu thương con như con ruột của mình vậy. Má, má đừng có sao nhà má. Con hứa sẽ thay đổi. Con sẽ ngoan,
Con không ăn chơi nữa, không cờ bạc nữa. Con sẽ báo hiếu cho má. Má ơi, má đừng bỏ con nha má. Anh ôm bà trong lòng mà khóc nức nở. Còn ông Năm, do là ông đã dồn hết công lực vào Quỷ Miêu, nên Quỷ Miêu đã chết thì ông cũng không cầm cự được nữa. Thầy Bảy chạy lại xem vết thương của bà Bốn thì thấy do là kiếm bằng gỗ nên vết thương cũng không sâu lắm. Ông lấy dụng cụ mang theo rồi băng bó cho bà. Chị Bốn, không sao đâu, chỉ là mất máu chút thôi. Ta đã sát trùng và băng vết thương lại rồi. Dạ, con cảm ơn chú Bảy. Ơn nghĩa gì đâu, ngày xưa ta cũng nhờ anh chị đây cứu giúp nên giờ cái mạng giả này mới còn ở đây. Bảy thấy không, chị Bốn không phải người sinh ra Bảy, nhưng chị ấy vẫn đổi tánh mạng cho Bảy. Sau này nhớ phải báo hiếu cho má Bảy, đừng có mà ăn chơi nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Dạ, con biết rồi chú Bảy. Con cũng ân hận quá. Con không nên ăn chơi thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi. Thôi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Anh Đại đừng buồn nữa. Cha em nói thím Bốn không sao rồi. Đúng rồi đó anh Hai. Dù không cùng cha mẹ sinh ra, nhưng em vẫn thương anh mà. Hồng à, anh đã làm một chuyện có lỗi với em. Không sao đâu anh Hai, chỉ cần anh thay đổi là mọi người vui lắm rồi. Thôi, mình đưa má về nghỉ đi anh Hai. Lúc này bóng trắng kia lướt lại và cất tiếng nói. Tôi là vợ của ông Năm. Do ông gây nhiều ác nghiệp nên tôi không thể đi đầu thai được, mà ở lại để khuyên răn ông ấy. Nhưng hận thù sâu quá, ông ta đã mắc sai lầm, giờ đây đã trả giá bằng tánh mạng của mình. Âu cũng là số kiếp. Dạ, cũng là do cha con đã gây nên tội với cô Phượng nên mới xảy ra chuyện của hôm nay. Để trả lại lỗi lầm cho cha con xin gửi hai bác và cô Phượng vào chùa. Và ngày 15 mỗi tháng con sẽ lên cúng cho hai bác và cô Phượng. Nghe Đại nói, mọi người đều đồng ý, đưa tất cả linh hồn ba người nhà ông Năm và linh hồn chú Bốn vào chùa. Xin sư thầy siêu độ vong linh. Và ngày 15 mỗi tháng anh đều lên chùa thắp hương cúng Phật, cầu mong tất cả được siêu sanh thịnh độ. Bà Bốn tỉnh dưỡng sau một tháng thì khỏe lại. Và từ đó anh chăm chỉ làm ăn, thay đổi tính tình, không để bà Bốn buôn gánh bán bưng nữa. Một tay trong nhà lo hết. Hôm đó cả nhà đang ngồi ăn cơm thì thằng Tèo xuất hiện. Hắn bước vô nhà tự nhiên ngồi xuống bàn và nói. Sao rồi? Mày hứa với anh cái gì có nhớ không? Dạ, anh ráng cho em thời gian nữa được không? Giờ má em thì tuổi già đau nhức không đi làm nổi. Em gái em thì nhỏ lắm. Anh Tèo cho em xin trả từ từ được không? Anh tha cho em gái em nha anh Tèo. Anh hỏi mày vậy thôi, chứ thấy mày làm ăn lương thiện thì cũng mừng. Thôi, mọi chuyện xí xóa. Coi như tao biếu bác gái chị bệnh đi. Ráng lo làm ăn đừng ăn chơi nữa nghe không? Thôi, anh về. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nghe thằng Tèo nói vậy, cả nhà vui lắm. Tất cả mọi chuyện rồi cũng trôi qua êm đẹp. Một thời gian sau, do Chí Thú làm ăn, Đại đã thành người giàu nhất nhì trong vùng. Tuy giàu nhưng tính tình hiền lương, luôn giúp người dân trong làng, khiến mọi người yêu quý. Và anh đã cưới Hoa về một nhà. Cả hai có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Còn Hồng và Thiện cùng nhau thực hiện ước mơ là chu du khắp nơi để cứu giúp người trừ ma diệt tà. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi, ủng hộ cho Duy Thuận. Quý vị có cảm xúc, có suy nghĩ gì về câu chuyện này, hãy để lại comment ở phần dưới của video quý vị nhé. Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện ngày hôm nay. Nếu quý vị yêu mến nó, hãy dành cho Thuận một like, một chia sẻ. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm quý vị nhé. Và quý vị thân mến, như Thuận nói giới thiệu lúc ban đầu thì Thuận có một kênh TikTok nữa. Nếu quý vị nào có hay sử dụng TikTok, cái mạng xã hội TikTok, thì quý vị hãy làm theo những bước mà Thuận đã hướng dẫn ở đầu video để có thể theo dõi kênh Người Coi Âm của Thuận trên TikTok, tăng thật là nhiều tương tác giúp cho Duy Thuận nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị nào mà chưa dùng TikTok, chúng ta hãy tải về chơi đi. TikTok khá là thú vị đó quý vị. Mỗi một lúc mà Thuận cảm thấy mệt mỏi hay là
buồn bực một cái chuyện gì đó thì Thuận thường lướt TikTok và có rất là nhiều những cái video thú vị. Nó cũng khiến cho tinh thần của mình trở nên thoải mái hơn rất là nhiều. Và cái kênh TikTok của Thuận thì Thuận cũng nói về cái chủ đề tâm linh, những câu chuyện, rồi là những cái hủ tục tâm linh, rồi nói cả về những cái vụ án tâm linh kinh dị nữa quý vị ạ. Nên quý vị có thể theo dõi kênh TikTok của Duy Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ chúc cho tất cả quý vị ngủ thật ngon. Và ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dân Đừng Quay Âm nhé.